thân là đầu bếp đặc biệt, Dương Minh không may gặp phải tai nạn trên biển. Khi hắn tỉnh lại thời điểm lại phát hiện hắn xuyên qua đến, Nhật Bản thế kỷ 20-90 niên đại. Và anh ta tình cờ đọc được trên báo nói rằng vị cứu tinh của Nhật Bản, Shinichi Kudo. Dương Minh thế mới biết, hắn xuyên qua đến kiếp trước nổi danh Anim, thám tử lừng danh Conan. Mà làm hắn giật mình chính là, chính mình thức tỉnh ăn Mỹ thực liền có thể đạt được thiên phú điểm năng lực ông ý nghĩ an toàn nhất bên cạnh tử thần, Dương Minh quyết đoán đặt lại quán cà phê phía dưới văn phòng thám tử mau lợi. Đến lúc này, một nhà hàng Trung Quốc lặng lẽ mở ở Nhật Bản. Chương 1 Xuyên qua, tao ngộ vụ án. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Ta gọi Kushinichi là cái thám tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Trở thành người hiềm nghi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Ta là phạm nhân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Đột nhiên xuất hiện kim thủ chỉ bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Hiệp trợ phá án Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Vụ án phá án và bắt giam bên trên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Vụ án phá án và bắt giam phía dưới bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Vụ án kết thúc cùng cáo biệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thiếp thân quản gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.